Theo bản tin, chúng tôi xin chuyển sang những cập nhật về tình hình Covid-19 quốc tế. Trong bối cảnh số ca mắc vẫn tiếp tục tiến lên các mốc kỷ lục mới, Trung Quốc cũng không thể tránh khỏi xu hướng này. Trung Quốc có thể phải đối mặt với hơn 10 triệu ca nhiễm và khoảng 44.000 trường hợp tử vong do Covid-19 trong hơn một tháng qua nếu không thực hiện Zero Covid-19. Theo China News, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 13 tháng 4 thông báo, nước này ghi nhận thêm 1.500 ca nhiễm COVID-19 cùng 26.420 ca nhiễm không triệu chứng trong vòng 24 giờ qua. Trong đó, thành phố Thượng Hải, điểm nóng nhất trong đợt dịch này ở Trung Quốc, báo cáo 1.189 ca nhiễm COVID-19 và 25.141 ca nhiễm không triệu chứng. Trung Quốc đang đương đầu với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch nổ ra. Giới chức địa phương cho rằng chủng phụ BA2 của biến thể Omicron là nguyên nhân chính. Theo tờ People Daily cho hay, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022, Thượng Hải và tỉnh Cát Lâm là hai khu vực ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất trong đợt dịch này ở Trung Quốc với lần lượt 228.266 và 67.709 ca đã được xác nhận, bao gồm cả ca nhiễm không triệu chứng. Nhóm dự báo dịch bệnh của Đại học Lan Châu hôm ngày 14 tháng 4 đã công bố kết quả dự đoán mới nhất cho thấy, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này ở Trung Quốc có thể sẽ được kiểm soát vào tháng 5 tới. Hệ thống dự báo chỉ ra rằng tình hình dịch bệnh ở Thượng Hải dự kiến sẽ được kiểm soát vào khoảng ngày 3 tháng 5 năm 2022, với mức độ lây nhiễm tích lũy ước tính khoảng 301.740 người. Số người nhiễm trong đợt dịch này ở Thượng Hải dự báo sẽ lần lượt giảm xuống dưới 1.000 người, 100 người và 10 người vào các ngày 21 tháng 4, 25 tháng 4 và 29 tháng 4. Cũng theo nhóm dự báo của Đại học Lan Châu, sau khi mô phỏng quy mô phát triển của đợt dịch, nếu Trung Quốc không kiểm soát được hay nới lỏng biện pháp phòng dịch, đất nước tỷ dân có thể phải đối mặt với khoảng 10,24 triệu ca nhiễm và 44.000 trường hợp tử vong do COVID-19 trong vòng một tháng. Hiện nay, Trung Quốc là một trong số các quốc gia vẫn kiên trì theo đuổi chính sách Zero COVID-19, không COVID-19. Tuy nhiên, từ tháng 12 năm 2021, nước này đã chuyển sang trạng thái zero covid-19 năng động với cách phòng chống dịch nhanh linh hoạt tùy theo tình hình, đặc điểm và điều kiện từng nơi. Chính sách phòng chống dịch hiện tại đã giúp Trung Quốc ngăn chặn hàng chục triệu người bị nhiễm bệnh.